Ok, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn quý khách ủng hộ. Hôm nay đi 6 tủ các bạn. Hôm nay đi 6 tủ đẹp. Nhưng mà cái dạo này phí ship chỗ nào cũng lên. Phí ship đi mỗi tủ là 145 hay là 54 nghìn gì mình không có nhớ, nhưng mà 140 mấy, 145 hay là 154 gì. Tủ đẹp 1.4 triệu, 1.4 triệu. Thì shop vệ sinh, nói chung vệ sinh tương đối thôi nha. Khách nào kỹ về mua chai Sumo. Đây đây để cái này là cảm ơn một anh khách đã chia sẻ nha. Anh khách mua nhiều. Này cái chai nè. Mình cũng chụp hình cho mấy khách các bạn. Chai này công nhận nó rất là hay nha. Chai này gọi là nó chuyên tẩy mấy cái lavabo bồn cầu. Những cái vị trí mà nhôm nó bị ố á. Nhôm bị ố các bạn. Thì là mình tẩy nó ra luôn. Nè ví dụ chỗ này nè, nè. Chỗ này nha. Cái này là xà bông mình chà nó không ra nha. Các bạn lấy cái cước mà đánh cho nồi niêu son chảo á. Nè các bạn thấy nó đen không? Đánh ra hết nha. Nhưng mà nó hơi kỳ công một xíu. Nè. Mà thấy không nó nè. Cái này xà bông đánh không có ra nha các bạn. Cái này nè. Dùng cái cước á nha, chứ đừng có dùng cái xốp đánh không có ra đâu. Cái cước á các bạn thấm nó lên chà. Nhớ đeo bao tay dùm nha, cái này là chất tẩy nha các bạn. Ăn da. Tẩy ngồi tẩy kỹ một chút ra hết, trắng bóc luôn. Mình làm rồi nha. Nhưng mà nó kỳ công lắm, cực công á. Cho nên khách chịu khó về giúp bên mình nha. Hiện tại giá rất là tốt, giá giống như gần như mình thu vốn các bạn. Trừ đi phí ship với phí ship 2 triệu nha, cái này là ship đi là 145 nghìn. Còn đương nhiên mặc định cũng phải tính ship về, tính lưu kho, tính này tính kia. Nói chung là chỉ thu vốn là chính, thu vốn là chính. Ok, cảm ơn anh hai anh khách quen, anh nào cũng khách quen hết nha. Một anh lấy một cái, một anh lấy 5 cái. Anh lấy 5 cái thì đặc biệt lấy thêm 25 cái khay. 25 cái khay. Khay này thì thực sự là bán thu vốn luôn các bạn. Tại vì sao? Tại vì bên bãi họ bán cũng 100k một cái nha. Mình mua nhiều thì họ cho một vài cái để phòng hờ. Khay này là khay chuyên dụng nha. Ở trên đây các bạn thấy nó sẽ phủ một cái lớp gọi là nhám á. Để những đồ vật nó không có chạy các bạn, nó không có trượt. Để trên máy bay các bạn khi mà nó rung lắc á, nó không có trượt các bạn. Nó giữ rất là tốt. Thì mình mua về chủ yếu là bán kèm để cho cái tủ nó dễ bán hơn, ví dụ như khách nào cần á. Dễ bán hơn. Mà thấy nó phủ không? Cái khay này là khay Make in Japan nha. Khay Make in Japan. Nó phủ cái lớp gì nhìn nó giống như như bề mặt của xương xăm xương sáo các bạn. Bây giờ mình không có ăn chứ ngày xưa hồi nhỏ mình hay đi bức xương xăm sáo về mình tự vò á, xong rồi phơi xương nha, xong rồi phơi xương nó mới ngon. Phơi xương qua một đêm á, sáng sớm ra lấy vô ăn nó đồng cứng ngắc luôn. Ngày xưa đâu có tủ lạnh đâu các bạn, xưa có các bạn thiên ra để đó, giờ thì không có ăn. Nè nó chuyên dụng. Đẩy vào một cái là nó vừa khít luôn các bạn. Đó, là nó chuyên dụng. Cái này nó sao nó hơi khít khít ta. Sao kỳ vậy? Bình thường mà đẩy một cái lại vô. Cái tủ này sao nó hơi khít khít. Nè đúng rồi nè. Nó phải dày các bạn. Hồi nãy chắc cấn với cái cánh cửa. À. Các bạn để đồ, để rất là nhiều đồ nha các bạn. Đó, nó phải như vậy đó các bạn. Cái này 100k một cái. Lấy bán kèm cho nó cho dễ bán mấy cái tủ. Hàng này mấy in Japan. Lâu rồi mình thấy cái chỗ nào đâu anh. Có một cái góc. Có cái tem. Cái này không biết nhựa hay là composite hay là cái gì các bạn, nhưng mà tương đối cứng nha.
nó không phải là dễ dễ ấy đó nha, dễ dễ mẻ dễ bể đâu. Ở đây nó cũng có bốn cái điểm cao su, khi các bạn để xuống thì nó dính, không có chạy các bạn, không có chạy đó. Ok, bên trong á mình chưa vệ sinh nha, khách nào mua thì chịu khó về bỏ ra nửa tiếng một tiếng á, ngồi đánh nè. Còn cái này khách nào lấy cái máy mài gốc á, mình đưa cái bông đánh vô, đánh cho nó tròn đẹp lại nha. Có anh khách anh bỏ công ra anh đánh, anh làm tủ cho vợ ảnh đựng giày cao cấp các bạn, dân giàu. Anh đánh lên anh nhìn cái tủ, anh nhìn không ra luôn các bạn, nhìn nó mới tinh luôn á. Ok, cảm ơn mấy khách ủng hộ. Đây, chuẩn bị cái này lát lửa thêm cái đẹp nữa.